quý vị rộng tay để ủng hộ cho các gian hàng, và chúng tôi tin chắc rằng sẽ làm hài lòng quý vị với những món ăn mang đậm đà tình quê hương. Chẳng hạn như là chị Tường Minh có thể nhắc cho con Vũ gian hàng của các đoàn tri ân có gì ạ? Dạ, Tường Minh thấy có dê rượu mận rồi dồi. Nếu có yêu tôi, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai có khi tôi phải ra đi, cũng phải làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói, tôi phải làm sao tạ lỗi một người. Dịu dàng một nỗi đau, nhẹ nhàng một nỗi vui. Tiếng chuông chiều trầm trầm vô tư,
xa cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bao người quay. Xin lỗi nỗi vui còn vương vai, nụ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
You wonder.